thân ơi, ca lên đi. Ca lên đi, mọi thế nhân qua dòng thời gian, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. Ca lên đi, chúc tụng Chúa ca uy quyền. Trần hoan ơi, ca lên đi, triều thần ơi, ca lên đi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Queridos irmãos y hermanas en Cristo, bienvenidos a esta celebración eucarística con nosotros, vietnamitas. En comunión con vosotros, recemos especialmente por la paz en Ucrania. De acuerdo con el Papa Francisco y los obispos del mundo para consagrar Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Por favor, oren por la Iglesia vietnamita que es hija de misionarios portugueses. Chúng ta xin Chúa dọn lọc chúng ta và nhờ Đức Maria để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha, xin cầu bầu cùng Chúa Cha cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, con một Chúa khi chịu khổ hình thập giá đã đặt thân mẫu người làm hiền mẫu chúng con. Nhờ Thánh Mẫu đem hết cả tình yêu mến mà cộng tác với Chúa con trong công trình cứu độ. Xin cho Hội Thánh được thêm nhiều con cái từ khắp muôn dân và vì vui mừng vì đàn con ngày càng thêm thánh thiện. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách xuất hành. Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai, Mô-xê thưa với người rằng: Này, con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ có hỏi con tên người là gì, con sẽ nói sao với họ? Thiên Chúa nói với Mô-xê: Ta là đấng tự hữu. Chúa nói: Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại nói với Mô-xê: Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn đời. Đó là danh ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Ngươi hãy đi họp các kỳ lão Israel lại và bảo họ rằng: Chúa là Thiên Chúa tổ phụ anh em, là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob hiện ra với tôi và phán rằng: Ta đã thăm viếng các ngươi, ta đã thấy tất cả những sự ngược đãi đối với các ngươi trong đất Ai Cập, nên ta nói rằng: Ta sẽ dẫn đưa các ngươi khỏi cảnh khốn khó ở Ai Cập mà đem vào đất Canaan, Hete, Amore, Pherezê, Heve và Jebuse,
là đất chảy sữa và mật. Chúng sẽ nghe lời ngươi. Vậy ngươi và các kỳ lão Israel hãy đến với vua Ai Cập và tâu cùng vua rằng: Chúa là Thiên Chúa người Do Thái đã gọi chúng tôi. Chúng tôi phải đi 3 ngày đàn lên nơi hoang địa để tế lễ Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Nhưng ta biết rằng vua Ai Cập sẽ không để cho các ngươi ra đi đâu, trừ khi ra tay hùng mạnh. Vì thế, ta sẽ giơ tay ra đánh phạt Ai Cập bằng những phép lạ mà ta sẽ làm giữa họ. Khi đó, vua mới để cho các ngươi đi. Đó là lời Chúa. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh người, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ, những điều miệng người phán quyết. Chúa vẫn nhớ lời minh. Tới muôn đời người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà người đã an bài tới muôn thế. Lời minh ước người đã ký cùng Abraham, lời thề hứa người đã thề với Isaac. Chúa đã khiến dân người sinh sản rất đông và làm cho họ uy dũng hơn cả quân thù. Người đã đổi lòng chung để chung ghét dân người và đối xử gian ngoa với các tôi tớ của người. Tôi muốn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Bây giờ người đã sai Mô-xê là tôi tớ của người và A-a-ron mà người đã chọn. Các ông thực hiện những phép lạ của người giữa bọn chúng và những điều kỳ diệu trong lãnh thổ họ Cam. Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh. Alleluia. Alleluia, alleluia. Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa và cho con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với ta, tất cả hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa mẹ, chúng con đang ở dưới vòng tay của mẹ. Và chúng con biết rằng mỗi lần chúng con đau yếu, mỗi lần chúng con mệt nhọc, thì người đầu tiên ở trong gia đình mà chúng con hay chạy đến là chạy đến người mẹ của chúng con. Và dưới vòng tay của người mẹ, mỗi người chúng con đều cảm thấy có một sức mạnh mới, được an ủi, được vỗ về.
Và nhất là những lúc chúng con mệt nhọc đau yếu, thì người mẹ chúng con chăm sóc cho chúng con, chữa lành cho chúng con rất là nhiều. Và chính sự gặp gỡ với người mẹ và tình yêu của người mẹ sẽ làm cho mỗi người chúng con có một sức mạnh mới. Hôm nay, anh chị em Việt Nam chúng con ở dưới chân mẹ, dưới vòng tay của mẹ nhân ái Fatima, và chúng con được nghe lời Chúa mới dạy chúng con. Chúa Giêsu phán bảo với chúng con, hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng. Như vậy, dưới bóng của mẹ, dưới nhìn âu yếm của mẹ Fatima, mẹ lại dạy chúng con một con đường mới. Qua mẹ chúng con đến với Chúa, nhờ mẹ chúng con đến với Chúa. Mẹ chỉ cho mỗi người chúng con đường đẹp hơn, tốt hơn, và chính là nguồn gốc của cuộc đời của chúng con, đó chính là Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Chúa Giêsu nói với chúng con, hãy đến với ta, tất cả hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Mỗi lần chúng con chạy đến với mẹ, mẹ đều chỉ cho chúng con Chúa Giêsu Kitô con của mẹ. Và chính Chúa Giêsu Kitô sẽ chữa lành chúng con. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô đến để kêu gọi những người tội lỗi. Chúa Giêsu Kitô đến để chữa lành những người tội lỗi. Chúa Giêsu đến để mang tình yêu của Chúa Cha đến cho chúng con. Và như vậy mẹ chỉ cho chúng con đường cứu độ, con đường của tình yêu. Và chính đó sẽ làm cho tất cả cõi lòng của chúng con được trở nên mới. Bởi vì chúng con đi vào chính nguồn của tình yêu của Thiên Chúa. Vâng, chúng con cảm ơn mẹ cho ngày lễ hôm nay. Mẹ chỉ cho chúng con một con đường rất là đẹp, rất là mới, và chính là nguồn gốc của chính cuộc sống của chúng con. Chúa Giêsu không những mời gọi chúng con để đến với Ngài, bởi vì Ngài là con đường để dẫn với Chúa Cha. Ngài là sự thật, là sự sống, là tình yêu, và nhất là con đường để dẫn chúng con đến với Chúa Cha. Ở Fatima chúng con thấy rõ ràng điều đó, bởi vì mẹ hiện ra nơi đây và mẹ chỉ cho chúng con tới trái tim của Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô là chỉ cho chúng con thẳng về đường về với Chúa Ba Ngôi, là Chúa Cha, là con đường mà chúng con phải đi. Cha là nguồn gốc của tất cả tình yêu, là tất cả tình mến và tất cả sự sống của chúng con. Xin mẹ cho chúng con, cuộc đời của chúng con, mỗi lần chúng con mệt nhọc, mỗi lần chúng con đau khổ, mỗi lần chúng con vất vả, chúng con chạy đến với mẹ và xin mẹ lại chỉ cho chúng con và dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, lại dẫn với chúng con đến với Chúa Cha, là chính tình yêu, là chính Cha của chúng con, là chính nền tảng của cuộc sống của chúng con. Amen. Này lễ vẫn giao hòa, này lễ vẫn thổ ra, đoàn con dâng Chúa tư nhân. Chúa rộng ban cho chúng con bằng điều này.
chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ông thiên liên cho chúng con. Này lễ vật giao hòa, này lễ vật vô giá, đoàn con dâng Chúa tư nhân. Này lễ vật hoàn thiêu, tha thiên con nguyện cầu, xin Thiên Chúa thứ tha nỗi lầm. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện đây hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng và biến thành bí tích cứu độ, và dùng bí tích này mà đốt lên trong tâm hồn chúng con trên ngọn lửa yêu mến của Đức Trinh Nữ Maria, và nhờ đó chúng con sẽ được cùng với người công tác nhiệt tình hơn vào công trình cứu độ. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc và dùng những lời thích hợp mà tán dương Cha. Trong ngày chúng con dâng kính Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Hội Thánh, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ. Vì khi Đức Trinh Nữ đón nhận lời của Cha trong tâm hồn trong trắng, người đã được phúc cứu mang ngôi lời nhập thể trong thân xác khiết trinh. Và khi sinh ra đấng sáng lập Hội Thánh, người đã dọn đường cho Hội Thánh khởi đầu. Rồi khi đứng dưới chân Thánh Giá đón nhận lời trăng trối của con mình, người đã nhận mọi người chúng con làm con cái, vì họ được tái sinh làm nghĩa tử của Cha nhờ Đức Kitô đã chết và sống lại. Đến khi các tông đồ chờ đợi Chúa Thánh Thần nhờ lời Cha đã hứa, thì Đức Trinh Nữ đã hiệp lời cầu nguyện với các ngài, và người đã xuất hiện như mẫu gương của Hội Thánh trong đời sống cầu nguyện. Rồi khi được rước lên trời, người vẫn lấy tình mẫu tử đưa mắt dõi theo Hội Thánh trên con đường lữ thứ trần gian, và đưa tay phù trì nâng đỡ, giúp cho Hội Thánh đạt tới quê trời mãi cho đến ngày con Chúa ngự đến. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh tung hô Cha rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Cha dùng ơn Thánh Thần Cha thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén,
cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa và tin chứng Chúa sống lại cho đời khi Chúa đến. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa mình và máu thánh người làm lễ tế đẹp lòng Chúa và xin ơn cứu độ cho toàn thế giới. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh Chúa trong đức tin và đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giuse, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Chúng con cầu nguyện cho các linh hồn, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh từ đạo Việt Nam chúng con, Thánh Francisco và Jacinta Marto và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng trao qua mọi thời đại. Cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng con dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin Cha đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ lòng từ bi Cha nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi, được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, ngày Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho giáo hội, cho quê hương và giáo hội Việt Nam chúng con và cho đoàn hành hương chúng con đây được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em.
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời đến tham dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lại. Xin mình và máu Thánh Chúa gìn giữ và ban cho chúng con được sống muôn đời. Tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi bao đền. Lòng từ ái Chúa vô biên, khi tạo dựng đất trời cho muôn vật. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến,
Nay con biết lấy chi bao đề, lòng từ ái Chúa vô biên. Chúng ta dâng lời cầu. Lạy Chúa, chúng con đã được đón nhận bảo chứng ơn cứu chuộc và sự sống muôn đời. Xin nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện mà giúp cho Hội Thánh và tất cả chúng con biết chu toàn sứ mệnh, đem tin mừng cho mọi nước, mọi dân. Và xin Chúa đổ tràn thần khí của Chúa xuống lòng chúng con, hầu đổi mới toàn cõi địa cầu. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Faço agora abençoe dos objetos religiosos. I will now bless religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promovai a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão de bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. Tạ ơn Chúa. Lời quý sư vang trên bóng dáng cây xanh, mẹ đứng đó người ánh sáng thường đến với trẻ thơ. Yeah.